trong cái giai đoạn vừa rồi đơn vị mình đã thực hiện đón tiếp công dân hai đợt, thì trung đoàn cùng với ban chỉ huy đã cùng với tất cả mọi người trong trung đoàn đã sáng tạo ra cái là đây là một cũng là một cái sáng kiến rất đặc biệt giúp bảo vệ cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp bà con cách ly đảm bảo an toàn. Do vậy cái thứ hai này kết hợp với chúng tôi sáng tạo ra cái ứng dụng bảo hộ cái bóng kính này thì giúp che chắn được, mọi người đeo khẩu trang vải nhưng có giúp che chắn được rất tốt. Nên trong hai đợt rồi nếu đón tiếp công dân từ châu Âu và toàn quốc về, các bộ đội chiến sĩ đều đảm bảo an toàn. Để làm một sản phẩm thì bọn mình làm được khoảng 4.500 chiếc, chỉ ngoài một cái tấm bìa bóng kính. Kính mình mua rất dễ ở ngoài cửa hàng sách. Cái thứ hai là cái tấm mút xốp và thứ ba là cái dây chun. Thì công đoạn rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tạo dán những mút xốp ở đây qua bóng kính hai mặt, sau đó ta dùng cái dây chun ta đo bằng cái cự ly vừa vòng đầu của ta, sau đó ta buộc vào xong là dán vào là ta có thể sử dụng được cái kính bảo hộ như này, để trong quá trình mà chúng ta ra ngoài hoặc là giao tiếp thì nó tránh cái giọt bắn, để chúng ta có an toàn.